Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày làm việc thứ 10 của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tại đây, chư tôn giáo phẩm là đại biểu đã có nhiều đóng góp nơi nghị trường, cùng cơ quan lập pháp tối cao xem xét, hoàn thiện khung chính sách, tạo tiền đề cho sự phát triển của đất nước. Phóng sự dưới đây giúp quý vị phần nào hiểu hơn về câu chuyện này. Một ngày làm việc của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm là đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15 thuộc đoàn Hà Nội. Dù Phật sự bận rộn nhưng Hòa Thượng luôn theo dõi, nghiên cứu ý kiến của cử tri nhằm có những đóng góp và phản biện tốt nhất nơi nghị trường. Như trong các phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra, Hòa Thượng đã có nhiều đóng góp cho dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi hay kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và dự kiến năm 2025. Dân Việt Nam chúng ta là cái làng nổ bị xóa. Chúng tôi luôn luôn phải tham khảo, xin ý kiến các chuyên gia và điều đặc biệt nhất là phải lắng nghe ý kiến các cử tri về trên các lĩnh vực đó. Và điều đặc biệt nữa là chúng tôi cũng luôn luôn đối chiếu với những lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng Thánh Giáo, kể cả trong Kinh Tạng và trong Luật Tạng. Bởi vì tất cả những bộ luật thông qua, cũng nhiều bộ luật mà trong kinh điển Phật giáo có nhắc tới. Với 4 vị giáo phẩm được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa 15, chư tôn đức đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng của tăng ni, Phật tử cùng đồng bào có đạo lên cơ quan lập pháp tối cao, giúp Quốc hội xem xét, hoàn thiện và thông qua nhiều bộ luật, tạo cơ sở cho sự phát triển của đất nước. Tại đây, mọi vấn đề, lĩnh vực đều được chư tôn đức nhìn nhận dưới góc nhìn Phật giáo, đảm bảo quyền và lợi ích cho đồng bào có đạo tại Việt Nam. Quỹ bảo tồn di sản văn hóa ở Trung ương do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quyết định thành lập. Quỹ ở địa phương do Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh quyết định thành lập. Tôi đề nghị cho phép tổ chức tôn giáo được phép thành lập Quỹ bảo tồn di sản văn hóa để góp phần tạo nguồn lực đa dạng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra cho công tác bảo tồn di sản văn hóa. Công việc của Phật giáo chúng tôi làm rất là tốt, nhưng mà họ luôn luôn lợi dụng cái mạng xã hội, họ câu view, câu like để mà đưa những cái tin tức bất cập để làm tổn thương đến giáo hội. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin mong làm sao để có những cái biện pháp ngăn chặn. Phải nói rằng các nhà tu hành Phật giáo đồng hành cùng dân tộc đều góp phần chung vào cái sự phát triển chung của đất nước, cũng như đóng góp vào các nội dung chung của Quốc hội khi thảo luận hay những lúc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thì lá phiếu của những đại biểu Quốc hội này cũng là rất xác đáng để cho chúng ta góp phần vào cái thành công chung. Kỳ họp thứ 8 sẽ còn diễn ra đến ngày 30 tháng 11. Trong khoảng thời gian này, chư tôn giáo phẩm cùng toàn nghị trường sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều bộ luật cùng các nội dung quan trọng. Đó là cơ sở cho những kế hoạch, định hướng phát triển của đất nước trong tương lai.